mệnh nữ tên là Trần Thị Mini, địa chỉ thừa thiên Huế mệnh là Bạch Lạp Kim ngày sinh dương lịch là 12 tháng 4 năm 2000 lúc giờ năm, ngày sinh âm lịch là 8 tháng 3 năm 2000 lúc giờ mão sinh vào năm canh thìn có ngũ hành là Bạch Lạp Kim. Tháng canh thìn có ngũ hành là bạch lạp kim ngày canh tí có ngũ hành là bích thượng thổ giờ kỷ mão có ngũ hành là thành đầu thổ với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu. Mộc, 13% là ít, hỏa 0% là quá ít, thổ 58,8% là cuối nhiều, kim 23,4% là cân đối, thủy là 4,9% là quá ít. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố một là do vấn đề thời gian hai là do môi trường tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh bạch lạp kim có nhiều ngũ hành thổ là thổ chủ về tín tính tình đôn hậu người thổ thịnh thì thắt lưng tròn mũi nở lông mày thanh tú mắt đẹp tiếng nói vang và lưu loát trung hiếu chân thành độ lượng giữ lời hứa hành động chắc chắn kết quả Người mà thổ khí mạnh quá thì đầu óc cứng nhắc, hiểu biết chậm. Tính tình hướng nội, thích trầm tĩnh. Người mà thổ khí không đủ thì sắc mặt ủ rũ, mặt mỏng, mũi ngắn, lòng dạ ác độc bất tín. Vô tình, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh. Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ. Họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ Trần đối với mệnh này là khá ngoài ra họ Trần ý nghĩa là trốn nhân sinh. Tên này mang ý nghĩa thực tại ám chỉ những nhắc nhở của cha mẹ dành cho con phải biết sống ý nghĩa và vô thường. Ngũ hành thuộc Mộc sinh ra Hỏa, được Thủy tương sinh nhưng kỵ với Kim và khắc với Thổ. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên thị đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên thị ý nghĩa là xem xét, theo dõi, ngoài ra thị còn chỉ người con gái nhu mì mềm mại. Ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc, được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ. Tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ. Tên mà tốt thì có được thành tựu, tên xấu thì vất vả gian nan, nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên mi đối với này là tốt ngoài ra tên mi ý nghĩa là người ôn hòa, hiền hậu, có số thanh nhàn. Tuy nhiên cẩn thận gặp họa trong tình ái. Trung niên thành công, hưng vượng. Ngũ hành thuộc thủy sinh. Gia mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khác với thổ. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành hỏa hay có nhiều ngũ hành thủy vào trang website tên hay bế cưng.com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh Thừa Thiên Huế. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành thủy, đối với mệnh này là tốt thừa Thiên Huế, giáp tỉnh Quảng Trị về phía bắc, biển Đông về phía đông, thành phố Đà Nẵng về phía đông nam, tỉnh Quảng Nam về phía nam. dãy Trường Sơn và các tỉnh Saravan và Cê Công của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về phía tây. Thừa Thiên Huế cách thủ đô Hà Nội 660 km về phía bắc cách thành phố Đà Nẵng 94 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 1050 km về phía nam theo đường quốc lộ 1A. Tỉnh Lị đặt tại thành phố Huế, những tháng đầu năm có nắng ấm. Thỉnh thoảng lụt vào tháng 5. Các tháng 6, 7 và 8 có gió mạnh. Mưa lũ và có gió đông vào tháng 9 và 10. Tháng 11 thường có lụt. Cuối năm mưa kéo dài. Nhưng hiện nay do chịu tác động của biến đổi khí hậu nên từ tháng 3 đến tháng 8 nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Các tháng 9, 10, 11 thường xuyên có bão. Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau là giai đoạn gió mùa đông bắc kéo về gây mưa to kèm theo đó lũ trên các sông tăng nhanh.